Kính chào quý vị và các bạn. Năm nay giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo Nghệ An sẽ bước vào mùa giải thứ 20, đánh dấu một quá trình đồng hành của Báo Nghệ An cùng các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đối với thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh. Hôm nay tại trường quay Báo Nghệ An thì chúng tôi có mời bà Phạm Thị Hồng Toan, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, tổng biên tập Báo Nghệ An, trưởng ban tổ chức giải, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và ông Nguyễn Hồng Thanh, ủy viên ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tổng giám đốc câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An để cùng bàn luận về mùa giải này. Xin cảm ơn các vị khách mời đã đến với trường quay hôm nay. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn được chuyển đến cho bà Phạm Thị Hồng Toan. Thưa bà, thì qua một chặng đường dài 20 năm thì đánh dấu một quá trình phấn đấu của Báo Nghệ An cùng cả các đơn vị địa phương để mà đồng hành cùng các em thiếu niên đi đâu. Vậy thì bà có thể cho biết là một cái cơ duyên nào để mà Báo Nghệ An cũng có một cái chặng đường dài và một cái giải đấu thành công như vậy? Nói là cơ duyên cũng được, nhưng mà cũng tôi nghĩ là may mắn thì nhiều hơn. May mắn là vì Báo Nghệ An được đứng chân trên một cái địa bàn mà có thể nói là có rất là nhiều tài năng bóng đá và có rất là nhiều người tâm huyết, nhiều cá nhân và tập thể tâm huyết cũng như là hâm mộ cái môn thể thao vua của chúng ta. Và chúng tôi được đứng chân trên một cái địa bàn mà có đã và bây giờ cũng như là tôi nghĩ là tương lai cũng vẫn là chảo lửa của môn thể thao vua này. Và chúng tôi rất là may mắn là được đồng hành cùng với các đồng chí rất là tâm huyết của những nhất là những người lãnh đạo của Sở Văn hóa Thể thao và chỗ bên Liên đoàn bóng đá Sông Lam. Và chúng tôi bởi những hai cái đơn vị này và những cá nhân của các đồng chí này đã được cùng đồng hành với chúng tôi suốt 20 năm qua, cùng với cái sự đồng hành của các nhà tài trợ, của các doanh nghiệp cũng như là sự quan tâm của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành, các địa phương. Cho nên là Báo Nghệ An đã cùng với ban tổ chức là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An đã tạo nên được một cái giải bóng đá mà có thể nói là rất là thành công. Đã 20 mùa giải rồi, thì là hàng năm từ năm 1996 đến nay thì hàng năm chúng tôi đã thu hút đến hàng ngàn các cháu thiếu niên nhi đồng ở tất cả các địa phương trên toàn tỉnh tham gia mùa giải từ cấp xã lên đến cấp huyện và lên đến cấp tỉnh. Thì hàng năm mùa giải nào chúng tôi cũng tổ chức được cái vòng chung kết ở thành phố Vinh. Và đặc biệt là khoảng 10 năm trở lại đây, chúng tôi đã có được những cái lớp năng khiếu từ cái giải phong trào này mà đã gây dựng được lên những cái lớp năng khiếu ở các địa phương như Tân Kỳ, như Đô Lương, như Quỳnh Lưu, Yên Thành và ở rất là nhiều địa phương như Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô Lương, Thanh Chương còn tổ chức được những cái giải cấp huyện rất là sôi động. Cũng từ cái giải bóng đá này thì là có rất là nhiều cầu thủ đã thành danh ở giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. Và điều mà tôi nghĩ là thành công nhất đó là tạo nên được một cái phong trào xã hội hóa trong cái hoạt động thể thao và có thể nói khơi nguồn cái xã hội hóa trong hoạt động thể thao của phong trào của Nghệ An. Thì chúng tôi rất là may mắn và rất là vinh dự là được trở là những một trong những cái đơn vị khơi mào lên cái phong trào xã hội hóa cái thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh ta. Vâng, chúng tôi muốn hỏi ông Nguyễn Hồng Thanh rằng là trên góc độ chuyên môn thì khi mà ông đã có nhiều kinh nghiệm làm bóng đá lâu năm và tạo nên một cái thương hiệu là Sông Lam Nghệ An, niềm tự hào của xứ Nghệ ấy, thì ông đánh giá thế nào về giải mà bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo Nghệ An ạ? Cái giải bóng đá thiếu niên nhi đồng là 20 năm thì có nghĩa là chúng tôi đánh giá rất cao. Nhất là về cái hệ thống thi đấu ấy, là tạo sân chơi các cháu tuổi thơ nhưng mà từ thôn xã cho đến huyện thị thành đến chung kết ở tỉnh như thế là rất sâu rộng và có một sức lan tỏa rất lớn cho cộng đồng các cháu là thiếu niên và nhi đồng. Mà cái này là trong cái chiến lược phát triển mà của liên đoàn cũng như là của Việt Nam về phát triển con người ấy, là về tổ chức của con người Việt Nam cũng như là cái ý thức và văn hóa và phong cách. Và chính là có cái giải này thì tất cả các cháu trên địa bàn của tỉnh là được về thi đấu ở cấp huyện thị thành cho về chung kết ở Vinh. Thì qua 20 năm ta phải nói rằng là tất cả những cầu thủ mà của Sông Lam mà trưởng thành cũng như là đội tuyển Việt Nam là chính là cái nguồn báo này cung cấp. Thì cho tôi nghĩ rằng đấy là từ cái giải bóng đá thứ nhất là thì các tài năng mới phát hiện ra và để mà đào tạo. Thì tôi cho là cái góc độ chuyên môn ấy, thì cái sáng kiến đấy là rất là tuyệt vời. Vâng, về đánh giá của ông Nguyễn Hồng Thanh như vậy đối với bóng đá chuyên nghiệp
và thể thao chuyên nghiệp ở góc độ quản lý thì ban Nguyễn Thành Thanh Hương có thể cho những cái đánh giá thế nào về giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Bảo Nghệ An đối với cái phong trào thể thao của tỉnh nhà? Phong trào bóng đá của chúng ta đến hôm nay có được một cái phong trào bóng đá sâu rộng, có được một cái thương hiệu riêng của bóng đá Sông Lam, và đặc biệt chúng ta lại có được những cầu thủ không những mang vinh quang về cho tỉnh mà còn mang vinh quang về cho cả đất nước, thì đó là không thể không kể đến cái sự đóng góp của giải bóng đá thiếu niên nhi đồng trong suốt 20 năm qua. Thứ nhất, tôi cho rằng cái giải bóng đá thiếu niên nhi đồng từ khi được tổ chức cho đến nay thì nó thực sự là một cái sân chơi bổ ích cho các em thiếu niên nhi đồng, và đây là những cái ước mơ cho các em, và đặc biệt là nó kích lệ cái phong trào tập luyện cái môn bóng đá, và nó có một cái sức thu hút và lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, trong cái tuổi thanh thiếu niên của các em. Thì như chị Loan đã nói, phong trào được tổ chức sâu rộng từ cấp xã, cấp huyện cùng cho đến cấp tỉnh, thì từ đó nó là một cái động lực hết sức quan trọng cho cái phát triển cái thể thao bóng môn bóng đá nói riêng và cái thể thao quần chúng nói chung của tỉnh nhà. Trở lại vấn đề chuyên môn của mùa giải, vậy thì qua 20 mùa giải thì chắc ông Nguyễn Hồng Thanh cũng theo dõi rất là sát và đồng hành với các cầu thủ nhí qua các năm. Vậy thì ông có thể cho biết là chúng ta có thể là cần nâng cao cái chất lượng của các cái mùa giải mà mùa giải năm thứ 20 này như thế nào? Theo tôi nghĩ là cái mình đi đúng hướng, nhưng mà nâng cao á, theo tôi nghĩ là cái xu thế hiện nay, xu thế thời đại là đưa cái bóng đá học đường, đấy, cộng đồng, đấy, là kết hợp. Và trong chuyên môn của tôi thì lại chúng tôi mở các cái hệ thống nghiệp dư được sự quan tâm của tỉnh, của Sở Văn hóa Thể thao. Là hiện nay ấy, là Sông Lam mở 17 điểm nghiệp dư bóng đá, thì chính những cái nơi trung tâm đấy là vùng bóng đá nhi đồng ấy, thì cũng tạo điều kiện cho cái chất lượng của cầu thủ mà khi đá cả cái huyện thị thành là cái chất lượng nó nâng cao hơn. Tôi nghĩ là làm thế nào mà cái bóng đá được nâng cao thì chính cái bóng đá học đường ấy, là phải là tỉnh có chủ trương, Sở Văn hóa Thể thao kết hợp với Sở Giáo dục, đấy, kết hợp với Sông Lam và Bảo để đưa cái bóng đá học đường ngoài cái bóng đá thiếu nhi đồng hàng năm như thế, thì bóng đá học đường ấy, thì có thể là các trường tiểu học ấy, là phải có những cái sân chơi và có những cái trẻ em mà cái tuổi là tuổi thơ ấy, được tham gia. Thì tôi nghĩ rằng như thế thì cái chất lượng á, là được nhiều giải hơn. Thì rõ ràng là cái khi về đá giải bóng đá thiếu nhi đồng thì chất lượng nâng cao hơn. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta làm một cái là phong trào phải rộng, tổ chức vững cơ sở vật chất và để nâng cao cái thành tích của các cháu, thì chúng ta đồng bộ để làm. Tôi nghĩ thế. Bằng như ý kiến ông Thanh đã trao đổi thì theo bà Nguyễn Thị Thanh Hương thì ngành văn hóa thể thao du lịch của tỉnh đã và đang có những cái giải pháp thế nào để mà khuyến khích nhiều em cùng được tham gia cái giải này? Như chúng ta đã nói rồi, tức là với cái ý nghĩa nó tôi cho là to lớn của cái giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Bảo Nghệ An cho cái sự nghiệp phát triển của thể thao của tỉnh nhà. Thì mặc dù là một cái hoạt động, một cái giải đấu có tính chất gọi là phối hợp, nhưng mà đối với ngành tôi thì từ khi giải được tổ chức thì xem đây, ngành xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm và một nhiệm vụ chính nằm trong cái hệ thống giải chính thống của các cái giải quân chủ do ngành tổ chức. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi đã tăng cường công tác tuyên truyền cũng như công tác chỉ đạo để cho các cái chính quyền địa phương cũng phải vào cuộc khích lệ các cái doanh nghiệp, các cá nhân để tạo mọi điều kiện hỗ trợ thêm nguồn lực về nguồn lực vật chất và tất cả các cái điều kiện khác để có thể là phong trào phát triển tốt. Trên cơ sở đó thì ngành cũng đã có một cái đề án về xây dựng thiết chế văn hóa thể thao cho cấp cơ sở, và trong đó thì chúng tôi chú trọng là các cái công trình do thể dục thể thao cơ sở, chẳng hạn như sân bóng đá, chẳng hạn như nhà thi đấu, đó là cái cơ sở vật chất để tạo điều kiện cho các em được tập luyện, được vui chơi. Với những cái giải pháp như thế thì tôi cũng hy vọng rằng ngành sẽ nỗ lực hết sức mình cùng với cái sự tâm huyết của Báo Nghệ An và cơ quan sáng lập, thì mong rằng là tất cả các em ở cái tuổi thanh thiếu niên nhi đồng khi có đam mê, có năng khiếu, có tài năng thì đều được
bước vào cái sân chơi này và đều được tạo mọi điều kiện tốt nhất để phát triển cái tài năng của các em, để sau này giúp cho cái phát triển cái sự nghiệp bóng đá của tỉnh nhà và cũng như cái sự nghiệp bóng đá nói chung của cả nước. Vâng, trở về với công tác tổ chức cho mùa giải, năm nay là năm thứ 20 mùa giải diễn ra. Vậy thì bà Phạm Thị Hồng Văn có thể chia sẻ thêm, bên cạnh cái công việc làm báo thì báo Nghệ An đã nỗ lực thế nào để mà cho các cái mùa giải thành công, và đặc biệt là mùa giải lần thứ 20 này? Tôi nghĩ là đây là một cái hoạt động mà động viên cũng như là để hỗ trợ rất là nhiều cho chúng tôi trong cái mà trong cái hoạt động nhiệm vụ cũng như là trong cái truyền thông của mình. Và tôi nghĩ rằng là chúng tôi báo Nghệ An, cán bộ công nhân viên của báo Nghệ An cũng như cái tờ báo Đảng trên địa bàn Nghệ An này, chúng tôi được rất là nhiều. Chúng tôi đó là chúng tôi được lan tỏa, chúng tôi từ cái sân chơi với các cháu thiếu niên nhi đồng, chúng tôi được làm cầu nối để kết nối những cái tấm lòng yêu trẻ thơ, dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ thơ, và chúng tôi được kết nối những cái mong muốn của những người hâm mộ cái bóng đá sông Lam của chúng ta, những cầu thủ xứ Nghệ của chúng ta, những người mà đã làm rạng danh và đã trở thành một cái đặc sản. Có thể nói chúng tôi rất là tự hào bởi vì chúng tôi được góp phần để làm cầu nối, để tiếp nối với những cái tấm lòng, những cái tình cảm của những người hâm mộ cái môn thể thao vua, và đặc biệt là yêu quý những cái cầu thủ, những cái tài năng bóng đá xứ Nghệ đến với những cái tấm lòng đó đã chạm được đến với nhau, những cái tài năng và những cái tình cảm đó chúng ta đã kết nối được với nhau. Và chúng tôi mong muốn là tới đây với cái tiếp tục với những cái tình cảm đó, với tình yêu bóng đá, tình yêu quê hương xứ Nghệ của chúng ta, thì chúng ta vẫn tiếp tục, ba đơn vị chúng ta vẫn tiếp tục đồng hành và để trở thành cái cầu nối, trở thành cái sân chơi giữa cho các cháu thiếu niên nhi đồng, có cho những tài năng bóng đá của chúng ta và cho cái phong trào bóng đá của chúng ta, cho cái đội bóng sông Lam của chúng ta vẫn tiếp tục là đội bóng mạnh, vẫn tiếp tục là niềm tự hào của quê hương chúng ta. Tới đây chúng ta sẽ có một số cái hoạt động mà mang tính chất là sự kiện, mang tính chất là quảng bá cho cái giải này, cho những các cháu mà đã trưởng thành từ cái giải này, để chúng ta thu hút được cái sự quan tâm của nhiều cái người mà hâm mộ bóng đá cũng như là có tấm lòng dành cho trẻ thơ để đến với cái giải này của chúng ta, để làm sao tạo cho các cháu là một cái sân chơi ý nghĩa nhất, hay nhất và có điều kiện tốt nhất trên cái chảo lửa của thành phố Vinh của chúng ta này. Và cũng với một tư cách là trưởng ban tổ chức giải, tôi xin được cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến tất cả các những cái người hâm mộ đối với bóng đá sông Lam Nghệ An, cũng như là đối đã ủng hộ cho cái giải bóng đá thiếu niên đi đâu của chúng ta. Và cảm ơn các cầu thủ nhí suốt rất là nhiều thế hệ, suốt 20 năm qua, và các bậc phụ huynh cũng như là các cơ quan đoàn thể, các địa phương và lãnh đạo tỉnh đã tạo điều kiện và đồng hành với ban tổ chức chúng tôi, với những người, những nhà tổ chức của chúng ba cái đơn vị của chúng tôi. Và chúng tôi mong muốn thời gian tới là chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được cái sự đồng hành và cái sự quan tâm yêu ái dành cho cái giải bóng đá thiếu niên nhi đồng này. Chúng tôi tin chắc rằng và chúc là các cầu thủ của chúng ta, cầu thủ nhí của chúng ta năm nay, mùa giải 20 này, lần thứ 20 là có một mùa giải, một cái những cái pha bóng đẹp nhất để gửi tới khán giả và những người hâm mộ, và coi như đây là một món quà ý nghĩa dành cho ban tổ chức chúng tôi, là cái lời là một cái sự động viên lớn lao nhất, tôi nghĩ là như thế. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ đồng hành của bà Phạm Thị Hồng Văn, của ông Nguyễn Hồng Thanh, của bà Nguyễn Thị Nhương. Chương trình của chúng tôi cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự tham gia của các vị khách mời.